Nghe mọi người nói đổ Beric còn cực hơn tôi tưởng Không biết nữa nhưng mà hôm nay tôi có một chỗ Đổ Beric hơi bị xịn nha Xịn từ đa dạng mẫu, đa dạng sai Kim thỏ sai khủng này cute quá ha ừ. Mấy em lên màu mà muốn dớt về liền gì đó Lâu rồi mình cũng không đổ màu Cho nên lần này phải chắc chắn khác bọt lần trước rồi Sau vài lần nghiên cứu thì mình cũng biết được đổ sao cho vân đẹp hơn Các bạn phải để mấy em nằm xuống nha Lúc này thì mình muốn đi vân chiều ngang hay chiều dọc gì cũng dễ hết trơn Lần này mình đổ hơi cầu kỳ xíu tận 4 phần Phần tai, phần mặt, phần thân với phần chân Mà mỗi phần đều có các vân khác nhau nha Đã vậy phần vân trên mặt chỉ có một lớp nửa mặt thôi á vậy đã kết luận được đổ Beric hay tôi tưởng khó hơn chưa? sai lần này mình đổ là 30. Mình thấy đổ từ xa như vậy dễ với lại lên vân cũng đẹp hơn. Một tiếng là xong trò đổ màu này rồi đó. Bạn nào muốn tôi tượng thì ngồi thêm tiếng nữa. Ở đây cũng có nhiều tượng xinh lắm nhen từ tầng dưới tới tầng trên tha hồ chọn. À thứ bảy chủ nhật còn có acoustic nữa. Vừa ngồi đổ màu vừa nghe nhạc.